Ngân hàng Nhà nước vừa mới có quyết định trong ngày hôm nay là ngày 15 tháng 3 sẽ giảm hoặc giữ nguyên một số cái nhóm lãi suất. Thông báo với tất cả các bạn một cái tin mừng là Ngân hàng Nhà nước vừa mới có quyết định trong ngày hôm nay là ngày 15 tháng 3 sẽ giảm hoặc giữ nguyên một số cái nhóm lãi suất sau đây. Thứ nhất là lãi suất tái cấp vốn vẫn giữ nguyên ở mức 6% thay vì tăng thêm. Bây giờ sẽ giữ nguyên ở mức này nhé. Và lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5% giảm xuống còn 3,5% một năm. Và cái lãi suất thứ ba là lãi suất điều hành cũng sẽ giảm tương tự. Vậy thì ba cái loại lãi suất này nó tác động đến cái thị trường tài chính cũng như cái dòng vốn ngoài xã hội như thế nào thì Hiệp sẽ làm một cái video phân tích khá là chi tiết ở trong buổi tối hôm nay vào ngày 15 tháng 3, anh chị hãy đón xem. Tuy nhiên đây là một cái tín hiệu rất là tốt đối với nền kinh tế của chúng ta, bởi vì khi mà Fed đang có những phát ngôn chuẩn bị tăng lãi suất thêm 0,25 đến 0,5%, tức là 0,5% điểm anh chị, thì trong khi đó thị trường Việt Nam lại đang giảm lãi suất. Điều khác biệt nó nằm ở chỗ nào? Và điều khác biệt này vẫn hoàn toàn logic nha anh chị, nhưng nó nằm khác biệt ở chỗ nào? Rồi, Hiệp sẽ phân tích chi tiết ở trong video vào lúc 19:45 ngày 15 tháng 3, tức là vào tối hôm nay, anh chị hãy đón xem nha.